được sử dụng phổ biến trong đời sống hiện nay nhờ hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏe. Đó cũng là lý do vì sao loại hạt này được sử dụng trong nhiều việc nấu nướng và làm bánh. Vậy, thực tế, hạt hạnh nhân có tốt cho sức khỏe của người dùng hay không? Sau đây là những lợi ích của hạnh nhân đối với sức khỏe mà hẳn các bạn sẽ cảm thấy rất bất ngờ. Thứ nhất, hạ huyết áp. Mức magie thấp có thể gây ra huyết áp cao, điều này dẫn đến đau tim, đột quỵ và suy thận. Hạnh nhân chứa magie giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả. Nếu cơ thể bạn đang thiếu magie, bạn phải thêm hạnh nhân vào chế độ ăn uống. Thứ hai, hỗ trợ giảm cân. Loại hạt giàu năng lượng này chứa ít carbohydrate, giàu chất xơ và protein, do đó chúng có hiệu quả trong việc kiềm chế sự thèm ăn và thỏa mãn cơn đói. Điều này đặc biệt giúp ích cho những người đang ăn kiêng bằng cách ngăn cảm giác thèm ăn. Thứ ba, điều chỉnh lượng đường trong máu. Tiêu thụ hạnh nhân thường xuyên có xu hướng điều chỉnh lượng đường trong máu và lượng insulin có liên quan đến cảm giác đói. Các chuyên gia sức khỏe gợi ý cho bạn nên mang theo một nắm hạnh nhân để ăn bất cứ khi nào bạn cảm thấy lượng đường trong máu giảm. Giảm cholesterol. Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ, tiêu thụ hạnh nhân đã được chứng minh làm tăng lượng vitamin E trong các tế bào hồng cầu và cũng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh cholesterol. Bằng cách tăng mức vitamin E trong máu, các chất chống oxy hóa được hình thành để ngăn chặn các tế bào làm tắc nghẽn cholesterol đang phát triển. Do đó, tiêu thụ một nắm hạnh nhân hàng ngày tạo ra nhiều vitamin E hơn trong máu. Điều này giúp bạn tránh khỏi nguy cơ phát triển cholesterol. Giúp duy trì sức khỏe của răng và xương. Hạnh nhân là một nguồn tốt của các khoáng chất vi lượng, bao gồm magie và phosphor. Đây là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng cho việc xây dựng, duy trì răng và xương. Lợi ích dinh dưỡng hạnh nhân bao gồm khả năng giúp ngăn ngừa sâu răng, chống sâu răng, giảm nguy cơ gãy xương và chống loãng xương. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã kết luận chế độ ăn Địa Trung Hải có nhiều loại hạt giúp nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn.